Xin kính chào quý khán giả đã và đang đồng hành cùng với Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách, vài chương buồn, vài chương vui, vài chương thú vị, vài chương chẳng để làm gì. Nếu không lật sang trang thì chắc chắn sẽ không biết chương tiếp theo là nội dung gì. Nên sẽ vẫn tiếp tục hy vọng vì không thể biết rằng ngày mới sẽ mang tới cho chúng ta những gì. Số mệnh của con người thì cũng vậy, có lúc bạn đi đâu, làm gì thì cũng được quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái. Nhưng có những lúc, giai đoạn của cuộc đời, bạn làm gì thì cũng cảm thấy như cả thế giới chống lại, bạn buồn, tuyệt vọng, thậm chí là gục ngã vì những biến cố xảy ra. Quan trọng tất thảy là mỗi chúng ta cần có ý chí để vượt qua những dông bão ấy để gặt hái được thành công. Vậy, làm thế nào để dự đoán được tương lai, vận mệnh của mình trong tương lai gần để chuẩn bị tinh thần, tâm lý trước khi đối diện với những biến cố long trời lở đất? Theo quan niệm từ xa xưa thì tử vi là một bộ môn huyền học được dùng với các công năng chính như là luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các vận hạn trong cuộc đời của mỗi con người, đồng thời thì nghiên cứu tương tác của một người với các sự vật hiện tượng khác. Người tuổi Tuất thì cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể chi tiết từng năm tuổi Tuất như thế nào, vận trình niên mệnh ra sao, hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Cát hung nạp vận tuổi Tuất năm 2020. Tuổi Tuất bao gồm những người sinh năm 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 và 2018. Bính hỏa vượng thân phúc vận lai, kiện khang thiên phùng sát tinh ưu, quý nhân tương trợ địa vị thăng, thực lộc sinh tài phong thu niên. Thực lộc sinh tài, quý nhân phù trợ, sát tình bính hỏa. Vào năm Canh Tý 2020, tuổi Tuất gặp khá nhiều các tinh lẫn sát tinh nhập mệnh. Năm nay có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhìn từ phương diện có lợi, lưu niên của năm Canh Tý có thiên can là canh kim, chính là thực thần của người tuổi Tuất. Thái tuế, tý thủy là chính tài của thổ Tuất. Thực thần sinh chính tài lại gặp bát bạch tài tinh và bát tọa các tinh cho thấy sự nghiệp và tài vận của tuổi Tuất không tồi, là một năm có nhiều danh tín và tiền bạc. Hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 để nghênh đón thái tuế hóa giải mọi tai ách của năm các bạn nhé. Cơ hội phát triển nghề nghiệp có lợi cho kinh doanh, hợp tác đầu tư, chiến dịch và các hoạt động khác. Trong năm nay thì đối với những người tham gia thi cử, sát hạch, thi đấu đều có những thành tích đáng kể. Tuổi Tuất thì không nên lãng phí những cơ hội trời cho, cần phát huy hết khả năng của mình để thực hiện lý tưởng trong sự nghiệp. Nhìn từ phương diện bất lợi, tuổi Tuất khắc chế thái tuế tí thủy, nếu không cẩn thận thì rất dễ kích động thái tuế. Nên làm mọi việc một cách cẩn thận, không nên tự kiêu thái quá để tránh rắc rối, nên cầu bình ổn là tốt nhất. Thiên cầu và báo vĩ nhập mệnh báo hiệu một năm hai tài, cho nên trong năm nay thì cần tránh những chi tiêu cho đầu tư trong tài chính hoặc là chi tiêu quá độ, đề cao ý thức cẩn thận kẻo bị lừa. Về mặt tình cảm thì tuổi Tuất năm nay vận đào hoa khá vượng, nhất là nam mệnh tuổi Tuất. Năm nay có cơ duyên gặp gỡ người chính duyên trong vận mệnh của mình, nhất định phải nắm chắc cơ hội để tìm được chính duyên. Các cặp tình nhân hoặc là vợ chồng chịu ảnh hưởng của sao quả tú, tình cảm dễ trở nên lạnh nhạt hay có cảm giác cô đơn dẫn đến chia xa, chia tay. Thái tuế tài tinh quá vượng cũng sẽ khiến cho tuổi Tuất gặp phải kẻ thứ ba hoặc là dính phải vận đào hoa ảo, nên hạn chế xảy ra cãi nhau. Về mặt sức khỏe, nhất là gặp thái tuế hao thân lại có các sao báo vĩ, huyết nhẫn, điếu khách, thôn hãm nên cực kỳ không tốt. Thể trạng thì đi xuống, tránh bị bệnh cũ tái phát, cẩn thận bị thương do những vật nhỏ mang lại. Cũng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của người thân trong gia đình. Ngoài ra thì trong năm nay nên giảm thiểu hoạt động dưới nước, du lịch và chèo thuyền, bơi lội, đi bè. Nhìn chung thì vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm nay, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất, tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với những người tuổi Tuất thì cần phải có vật phẩm phong thủy thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự cát lành. Cát hung vận hạn. Cát tinh, bát tọa, giải thần, thiên giải, bát bạch, bát tọa
đại diện cho sự thăng tiến trong công việc, đồng thời được sự ủng hộ của cấp dưới, đồng nghiệp nên công việc khá là thuận lợi phát triển. Giải thần về hòa giải là các tinh chuyên giải quyết về tai họa đặc biệt tốt trong hôn nhân, giữ cho gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc. Thiên giải là một tiểu các tinh cũng có thể giúp hóa giải một phần năng lượng tiêu cực. Bát bạch được coi như là một đại tài vị, chủ về công danh phú quý, sự nghiệp hữu thành, công danh hiển đạt, tài nguyên hưng vượng, có thể mua được nhà. Hung tinh, thiên cẩu, điếu khách, phù trầm, huyết nhẫn, báo vĩ, thôn hãm. Quả tú, thiên cẩu và báo vĩ là những sao gây tổn thất nên cần phải đề phòng tài sản. Điếu khách nghĩa là những người họ hàng xa hoặc là bạn bè thân thiết dễ xảy ra chuyện chẳng lành. Trong năm nay thì cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Phù trầm và huyết nhẫn nhập mệnh thì cần phải chú ý những thay đổi cho vận thế, đề phòng bị thương, gặp nạn, mất máu. Thôn hãm bất lợi cho tình cảm của người nhà và bạn thân. Quả tú lại gây ảnh hưởng cho quan hệ hôn nhân và quan hệ xã hội, khiến cho tâm trạng không tốt, gây phiền não quá độ. Tóm lại thì tuổi Tuất năm nay không thể lơ là, nên chú ý phương diện tâm lý và thể trạng, đồng thời nên chú ý đến vấn đề phá tài. Tổng quan về các hung luận giải của tuổi Thân có rất nhiều hung tinh, vì vậy cần phải đề phòng và hóa giải. Sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất, kết hợp với thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để tăng cường tài lộc, may mắn và cát lành. Các hung luận giải tài vận tiểu cát. Những bạn sinh năm Tuất và năm Canh Tý thì lưu niên thiên can là thực thần, thái tuế là tài tinh, thực lộc sinh tài là một năm khá tốt về tài vận. Cầu danh được danh, cầu lợi thì được lợi. Có nhiều cơ hội phát triển, có lợi với việc kinh doanh hợp tác. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu sẽ có thành quả. Tài vận thì được bát tọa chiếu, có quý nhân chỉ điểm. Nếu có thể mở rộng kinh doanh thì thu nhập rất đáng kể. Đối với tuổi Tuất, yêu thích đầu tư sinh lời, cá cược may mắn không quá cao, tốt nhất nên thận trọng. Chớ nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh, không làm mà hưởng vì vận thiên tài năm nay không được tốt. Không được ảo tưởng quá về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng làm giàu, không lao động vẫn có làm tiền, há miệng chờ sung, phải thật vất vả mới có được thành quả đáng kể. Phải lao động thì mới có ăn, nhưng không vì thế mà bi quan. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp thì cần bố trí lại phong thủy nhà ở và văn phòng sao cho hợp lý. Đồng thời thì sử dụng pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận để kích hoạt tài vận, quan vận, sự nghiệp theo tư vấn của chuyên gia phong thủy. Về sự nghiệp trung bình, công việc năm nay thì sẽ được quý nhân đề bạt địa vị lên cao, chỉ cần nắm giữ chắc cơ hội sẽ có lợi. Vì vậy, tuổi Tuất năm nay nên phát huy năng lực có thể như là tài hoa và tiềm năng của mình, tiếp tục cố gắng tích cực, công việc dễ có được thu hoạch không nhỏ. Nhưng tuổi Tuất năm nay cũng có một phần khắc thái tuế, chỉ cần không để ý một chút thì cũng có thể chọc tức thái tuế. Sự nghiệp học hành và quá trình phát triển nên cẩn thận thì hơn. Công chức nên thận trọng và khiêm tốn, cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh vô tình đắc tội với các nhà lãnh đạo, khách hàng và đồng nghiệp xung quanh mà không biết, gây ảnh hưởng đến triển vọng về nghề nghiệp của bản thân. Về mặt học hành, thái tuế là tài tinh, học tập sẽ có các yếu tố can thiệp và kết quả dễ bị dao động. Về sức khỏe, trung bình. Về mặt sức khỏe, đặc biệt do thái tuế hao thân lại có hung tinh huyết nhẫn, điếu khách, tuổi Tuất năm nay nên chú ý tới sức khỏe, cơ thể, đi lại thì cần phải chú ý an toàn. Về vận sự nghiệp không tồi, cường độ công việc cao và áp lực cùng tồn tại, cần đề phòng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe nên điều tiết phù hợp, nhìn cuộc sống bằng thái độ lạc quan. Đào hoa trung bình. Về mặt tình cảm, gặp tài tinh, tuổi Tuất vận đào hoa vượng, nhất là với nam mệnh, còn độc thân. Mậu thổ trong Tuất tương hợp thái tuế quý thủy, có cơ hội gặp được người trong mộng và chính duyên, nhất định nắm chắc cơ hội. Chịu ảnh hưởng của sao quả tú, những cặp đôi đã kết hôn thì có rất nhiều lo lắng, dễ rơi vào tình trạng độc thân. Năm nay thì vợ chồng bất hòa, tình cảm dần nhạt nhòa, dễ có người thứ ba chen vào hoặc gặp vận đào hoa ảo, cần chú ý thể hiện tình cảm nhiều hơn tránh để xảy ra tranh chấp. Để tăng cường đào hoa vận cần bố trí và sắp xếp lại phong thủy sao cho hợp lý. Tại cung đào hoa thì phải giữ gìn sạch sẽ, không để những đồ vật bẩn thỉu ô uế ở đó. Đồng thời, sử dụng pháp khí phong thủy đồng hồ chim công treo tại vị trí đào hoa theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Vận thế luận giải chi tiết. Về quan vận,
Tuổi Tuất năm nay có Thái Tuế là tài tinh, không những cầu tài có lợi mà còn cầu quan có quan, sự nghiệp bình ổn, lại có các tinh bát tọa chiếu mệnh nên sự nghiệp cạnh tranh, thi cử thuận lợi, công việc thăng tiến, định hướng trong năm nay sẽ là sự phát triển của sự nghiệp và quyền lợi. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có cơ hội thăng tiến hoặc thậm chí giải quyết được một số khó khăn lâu dài. Năm thay thì tuổi Tuất nên chú ý nhiều hơn đến giải trí xã hội, hãy làm quen với những người khác nhau trong tầng lớp xã hội. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển nghề nghiệp. Về tài vận, năm Thái Tuế có các tinh bát bạch, tuổi Tuất có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển, khả năng phát tài lớn nên đừng để lãng phí. Nên thực hiện đầu tư tài chính hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Khi gặp vấn đề trong đầu tư và quản lý tài chính có thể tham khảo ý kiến của mọi người. Đồng thời, hãy cẩn thận với một số hành vi ác ý, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tốt theo sự tư vấn của thầy phong thủy để được cát lành và may mắn. Về hôn sự, gặp Thái Tuế là tài tinh, tuổi Tuất năm nay hy vọng về chuyện kết hôn, lập gia đình rất cao. Hành động cũng nhanh, chủ động, xuất chiêu. Thái Tuế ẩn can quý thủy tương hợp mậu thổ trong Tuất. Đối với nam mệnh độc thân thì tuổi Tuất năm nay sẽ gặp được lương duyên tốt mà tiến xa hơn, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Nữ mệnh còn độc thân hoặc đã lập gia đình thì đều chú ý sự xuất hiện của người thứ ba hoặc giữa hai người xảy ra tranh chấp cãi cọ. Người có hy vọng tìm tới hôn nhân hoặc là giữ gìn hôn nhân hạnh phúc có thể mời chuyên gia phong thủy cát tường kiểm tra tứ trụ bát tự để đề phòng phán đoán chuyện tình cảm, vận đào hoa, ổn định hôn nhân. Về nhân đinh, tuổi Tuất và năm Canh Tý 2020 cũng có một phần khắc Thái Tuế, lại còn điều khách huyết nhẫn, thiên cẩu chiếu mệnh, bản thân và gia đình dễ gặp phải những chuyện không như ý, tâm trạng và sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những điều này thì đều bất lợi với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, bạn cần phải cố gắng nỗ lực hóa giải, nếu không thì gia đình khó có thể hòa thuận. Về sức khỏe, tuổi Tuất năm nay cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình, bị Thái Tuế hao thân lại gặp phải điều khách huyết nhẫn chiếu mệnh, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong công việc, đồng thời thì cũng dễ xảy ra các tai nạn ngoài ý muốn. Vì năm nay sự nghiệp của bạn sẽ phát triển nên cần nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Nếu bạn cần tham gia các hoạt động ngoài trời, bạn phải tránh các môn thể thao mạo hiểm, không nên uống rượu quá mức. Năm nay đặc biệt không nên vi phạm pháp luật và trật tự, đừng tự rước họa vào thân để tránh mất tự do cá nhân. Vận hạn từng tuổi, Bính Tuất sinh năm 2006, 15 tuổi, chó tự ngủ. Tuổi Tuất sinh năm 2006, đạp âm ngũ hành ốc thượng thổ, phần lớn là người phóng khoáng hòa thuận, là chiêu tài đắc bảo, tự lập gia nghiệp, trung niên cần cù, về già sẽ sung túc vinh hoa. Vào năm Canh Tý thì đạp âm ngũ hành bích thượng thổ là tỷ kiếp, thanh niên năm nay sẽ có nhiều quan hệ xã hội, dễ dàng kết bạn, nhưng cũng cần để ý không kết giao với bạn xấu, dễ bị lôi kéo. Trên bàn học thì nên đặt tháp văn xương để thúc giục việc học hành, cân bằng cùng với những sở thích cá nhân. Nam mệnh 15 tuổi, Vân Hán chiếu mệnh, không nên hành sự lỗ mãng, tránh tranh cãi với người khác. Nữ mệnh 15 tuổi, La Hầu chiếu mệnh, sẽ gặp phải nhiều chuyện buồn phiền, nên chú ý gặp phải huyết quang, tai họa, sát thần. Giáp Tuất sinh năm 1994, 27 tuổi, chó yên phận. Tuổi Tuất sinh năm 1994, nạp âm ngũ hành là sơn đầu hỏa, đa phần đều nhanh mồm nhanh miệng, khôn ngoan, trung niên bôn ba, có danh tiếng vang xa, nhiều phúc lộc. Vào năm Canh Tý thì nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là thực thương, năm nay có nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ, có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc, nhận được sự công nhận và ủng hộ của mọi người. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, tránh gây ra rắc rối, khiến cho vận may đi qua mắt, khẩu thiệt thị phi. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất và thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Nam mệnh 27 tuổi, mộc đức chiếu mệnh nên cẩn thận các bệnh về gan mắt, tránh dùng mắt quá độ. Nữ mệnh 27 tuổi, thủy diệu chiếu mệnh nên tránh các việc thị phi và tránh những hoạt động liên quan đến nước. Nhâm Tuất sinh năm 1982, 39 tuổi, chó trong nhà. Tuổi Tuất sinh năm 1982, nạp âm ngũ hành đại hải thủy, phần lớn là người hiền lành,
ưa làm việc thiện, quý nhân nâng đỡ, trăm chuyện đều như ý, lúc trẻ thì bình thường, về già sung túc. Và năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là quan tinh sẽ có nhiều thách thức và cạnh tranh, cũng có cơ hội cải thiện, mở rộng kinh doanh. Người làm kinh doanh thì nên chú ý xử lý các vấn đề về thuế, công nghiệp, thương mại để tránh rắc rối. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để thâu thu tài lộc và may mắn. Nam mệnh 39 tuổi, thủy diệu chiếu mệnh có nhiều niềm vui, còn có thể phát triển sự nghiệp riêng. Nữ mệnh 39 tuổi, mộc đức chiếu mệnh, đề phòng gặp nạn mất máu, hôn nhân, dễ bất hòa gia đình, bất an. Canh Tuất, sinh năm 1970, 51 tuổi, chó ngắm chùa. Tuổi Tuất sinh năm 1970 nạp âm ngũ hành thoa xuyến kim, đa phần là người nhanh nhẹn, lợi quan cận quý, chăm chuyện như ý, là người sống cần kiệm để lập nghiệp, về già có phúc. Và năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ là ấn tinh, năm nay có nhiều áp lực từ phía gia đình khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền, nhưng chỉ cần bạn tích cực đối mặt với công việc cuộc sống, những áp lực đó sẽ biến thành động lực. Ngoài ra năm nay thì cũng thích hợp để đầu tư bất động sản. Nam mệnh 51 tuổi, Vân Hán chiếu mệnh, nên an phận thủ thường, không nên làm tiên phong, được không thì bằng mất. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được các lành may mắn. Nữ mệnh 51 tuổi, La Hầu chiếu mệnh, nên chú ý sức khỏe, đặc biệt là mắt và miệng. Mậu Tuất, sinh năm 1958, 63 tuổi, chó vào núi. Tuổi Tuất sinh năm 1958 nạp âm ngũ hành là bình địa mộc, là người sống hòa khí với mọi người, tự chủ lực. Vấp ngã trong những năm đầu tiên nhưng tiêu tan nguồn tài chính thời trẻ và có tiền lúc về già, lợi lộc được hanh thông. Vào năm Canh Tý thì nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ là tài tinh, năm nay gặp thái tuế là tài tinh, tài vận khá may mắn, có thể thử đầu tư sinh lời dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, sẽ có lợi nhuận tốt. Đồng thời thì hãy cẩn thận với một số kẻ lừa đảo qua thư điện tử, gặp chuyện nên cùng gia đình thương lượng hoặc báo công an để xử lý. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn. Nam mệnh 63 tuổi, mộc đức chiếu mệnh, chú ý đến gan và mắt. Nữ mệnh 63 tuổi, thủy diệu chiếu mệnh, tránh tham gia các hoạt động liên quan đến nước, khẩu thiệt thị phi. Luận giải theo can ngày sinh, thiên can ngày sinh là giáp mộc, lưu niên gặp thiên ấn, mặt thiên ấn chủ về lý tưởng, thiên môn áp lực. Năm nay tuổi Tuất can ngày sinh giáp mộc có thời điểm tốt để thực hiện lý tưởng hoài bão. Lãnh đạo và người lớn tuổi thì tạo cho bạn rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn thì bạn sẽ đạt được nhiều thành quả hơn. Một số người có thể nhảy việc hoặc là làm kiêm chức vụ, họ cũng có thể có sự phát triển tốt, áp lực đối với công việc là không nhỏ. Lúc này cần duy trì thái độ bình tĩnh và tích cực để tiếp tục đấu tranh, tránh hành vi tiêu cực. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp chính ấn đại diện cho sự nghiệp thăng tiến và áp lực. Năm nay tuổi Tuất can ngày sinh Ất có nhiều ý tưởng phát triển, có thể nắm bắt cơ hội trong năm và có quý nhân giúp đỡ. Người mới khởi nghiệp thì có thể mượn sức mạnh của quan chức để làm cho sự nghiệp tăng cao hơn, đồng thời chi tiêu tăng cũng không thể tránh khỏi. Khoản đầu tư này có thể mang lại nhiều thu nhập. Về sức khỏe, thể chất trong năm nay cần chú ý hơn đến việc điều độ, tránh căng thẳng quá mức về công việc. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan đại diện cho thăng chức, danh tiếng, tài vận. Có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi tuổi Tuất can ngày sinh Bính Hỏa trong năm nay, như là được lãnh đạo, được coi trọng và tin tưởng, có hy vọng thăng tiến, hoặc bạn sẽ bắt đầu làm việc kiêm chức. Những người có động lực có thể tìm thấy được mục tiêu và định hướng tương lai của cuộc sống. Thể hiện đúng bản thân sẽ mang lại vận đào hoa đáng tin cậy, nhiều người theo đuổi. Người có gia đình thì con cái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan tượng trưng cho cấp trên, hành chính, quản lý. Năm nay với tuổi Tuất có can ngày sinh Đinh, việc kinh doanh đã có những bước tiến tốt thông qua những nỗ lực và ý tưởng độc đáo của riêng mình cũng có thể được lãnh đạo đánh giá cao trong năm nay. Về phía gia đình thì các thành viên trong gia đình có thể sống hòa thuận và hạnh phúc, nhưng cần phải chú ý tránh kiêu ngạo để không gặp rắc rối dẫn đến áp lực quá mức.
Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp thiên tài chủ về tài vận, tình cảm. Năm nay tuổi Tuất có can ngày sinh Mậu, có cơ hội tốt để đạt được nhiều thành tựu trong công việc, phát huy tài năng của họ để có thể phát triển được cơ nghiệp. Đừng sợ những khó khăn và áp lực, nó có thể làm cho sự nghiệp cá nhân của bạn rõ ràng hơn. Vận đầu tư tốt, suy nghĩ kỹ và mạnh dạn bắt đầu với nó, nhưng không nên vì tham lam mà quá mạo hiểm. Còn về tình cảm, những người độc thân có thể làm quen với những đối tượng họ thích. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài, tài vận đào hoa. Năm nay, tuổi Tuất có can ngày sinh Kỷ Thổ cần phải dựa vào năng lực và đầu óc của bản thân và còn được giao trọng trách nặng nề trong công việc. Người mới khởi nghiệp khá thuận lợi nhưng bạn không nên mở rộng kinh doanh một cách mù quáng. Thu nhập chính thì vẫn phụ thuộc vào công sức của bản thân, phải vất vả mới ra tiền. Người độc thân có đối tượng phù hợp để bắt đầu mối quan hệ, các cặp đôi tiến đến giai đoạn kết hôn. Người đã kết hôn tình cảm ổn định nhưng nên chú ý duy trì tốt các mối quan hệ trong gia đình. Thiên can ngày sinh là Canh Kim, lưu niên gặp thương quan đại diện cho suy nghĩ, ý tưởng, sự nghiệp. Năm nay với tuổi Tuất có can ngày sinh Canh Kim, có thể các suy nghĩ, ý tưởng tự nhiên sẽ xuất hiện, tính khả thi cũng khá là cao. Nhưng cũng cần phải chấp nhận ý kiến của mọi người xung quanh. Doanh nhân có thể mạnh dạn thử đầu tư vào các dự án mới. Chi tiêu cũng tăng cao, đầu tư vào xã hội cũng coi như là tính toán đường đi nước bước cho sau này. Kinh doanh và tình cảm nên tính toán chi tiêu hợp lý. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp Thực Thần, đại diện cho sáng tạo cái mới, chí tiến thủ, phúc khí. Năm nay tuổi Tuất có can ngày sinh là Tân, nếu làm về các phương diện kỹ thuật, kỹ năng được lãnh đạo công nhận, đồng thời thì cũng có thể sinh trợ tài tinh, làm việc tích cực, chăm chỉ hơn để tạo ra một nền tảng tốt cho tương lai. Ở phương diện tình cảm thì cả hai giới đều có cơ hội gặp được nửa kia của mình, các cặp vợ chồng tương đối hòa hợp. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài đại diện cho bạn bè, hợp tác, tài vận. Năm nay tuổi Tuất có can ngày sinh là Nhâm, vào thời điểm quan trọng thì sẽ có quý nhân giúp đỡ. Phương diện công việc, đồng nghiệp, đối tác làm ăn sẽ giúp bạn có thêm thu nhập, có cơ hội tốt, đừng quên gửi lời cảm ơn đến họ. Tài vận khá vượng nên quan tâm nhiều hơn đến bạn bè. Mặt tình cảm, vận đào hoa khá tốt nên dễ khiến cho nửa kia cảm thấy không an toàn. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp Tỷ Kiên chủ về quý nhân làm việc nhóm, hợp tác. Năm nay có quý nhân giúp đỡ, có nhiều cơ hội để thăng tiến, đồng nghiệp và thành viên trong nhóm có thể giúp bạn làm việc cùng với các đối tác. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Có nhiều cơ hội cho sự giàu có, hãy chú ý đến bạn bè xung quanh. Về phương diện tình cảm nên lấy thân phận bạn bè để quan tâm, tìm hiểu, chú ý đến nửa kia nhiều hơn. Quý vị thân mến, chắc chắn quý vị đã biết được những vận hạn cát tinh của tuổi Tuất trong năm 2020 rồi đúng không ạ? Biết được số vận và tìm cách để cải vận chứ không phải là để đó rồi bằng lòng với nó. Những lưu ý về từng tuổi chúng tôi đã nhắc nhở quý vị chi tiết ở trên. Quý vị hãy lưu tâm để tránh được vận hạn tai ương cũng như là có cách chiêu thần tài, quý nhân để công việc được hanh thông thuận lợi nhất. Ông cha ta thường truyền tay nhau rằng đức năng thắng số. Số mệnh của con người tuy có khác nhau nhưng nếu biết tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện thì tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, thanh thản. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với số hotline của chương trình để những chuyên gia về phong thủy hàng đầu Việt Nam giải đáp cố vấn cho quý vị. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ấm áp bên gia đình và những người thân yêu.